Ai cũng đã từng thề thốt với thời gian, vậy mà chỉ thiếp đi một lúc đã cầm khép một năm. Đôi tay chạm khẽ vào không khí lạnh của tháng 12 như cắt vào da thịt. Gửi lời chào đến tháng 12, tháng cuối cùng khép lại năm 2023. Có lẽ điều đặc biệt nằm ở hai chữ cuối cùng. Một năm 365 ngày qua đi. Vui có, buồn có, hy vọng có, thất vọng cũng nhiều lần. Khi tháng 12 về, mang theo những cơn gió lạnh đầu mùa cùng những hoài niệm của tháng cuối năm. Chào tháng 12 yêu thương với những màn sương chăng mờ ngỏ, những bận rộn của những ngày cuối năm. Có thể nói tháng 12 là tháng đặc biệt nhất trong năm để chờ đón một năm mới sắp đến với bao kế hoạch và dự định. Tháng 12 bắt đầu cùng đợt sét đậm buốt giá là người ta nhớ hương Tết xưa, càng thêm nhớ nhà. Thế là chúng mình đã đi được gần hết năm rồi đó. Tháng 12 cũng sang và chúng mình cũng đã chờ được mùa đông về rồi này. Chỉ là ngày mai thôi, khi bước chân ra ngoài đường, mình sẽ suýt xoa lên vì lạnh. Chiếc khăn quàng cổ được giặt thơm tho cắt gọn trong tủ, mai sẽ lại được đem ra cùng mình xuống phố. Những ngày tháng của 12, nằm trong chăn ấm nghe mưa rào tí tách bên ngoài cửa sổ, cậu có thấy càng về gần những ngày cuối năm, thời gian lại trôi nhanh hơn hẳn không? Và nữa, càng gần về những ngày cuối năm, chúng mình lại trông vội vã hơn cả. Người ta sẽ lại hỏi nhau một năm qua đã làm được điều gì? Năm vừa qua có còn nhiều điều tiếc nuối? Năm vừa qua công việc có ổn không? Kiếm được nhiều tiền không? Năm vừa qua gặp gỡ những ai? Bạn còn nhớ chứ? Nhưng tớ nghĩ rằng sự hiện diện của mỗi chúng ta ngay tại thời điểm này đã là một điều tuyệt vời rồi. Chúng mình nhỏ bé, có thể nào nhớ hết mọi thứ? Chỉ cần mỗi ngày đều làm tốt hơn một xíu là được. Đừng quá ôm đầm mọi thứ vào mình để rồi khiến bản thân lo lắng, thất vọng khi mọi việc không được chu toàn. Chúng mình cứ loay hoay mãi, rồi bắt chợt nhận ra ấy vậy mà một năm nữa sắp trôi qua. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng có rất nhiều những bộn bề lo toan về cuộc sống và công việc, về tình duyên. Đôi khi mệt mỏi muốn tựa vào ai đó một chút, nhưng lại cảm thấy chỉ có mình mới là bờ vai vững chãi của mình mà thôi. Tự động viên bản thân mạnh mẽ lên, sẽ có người thương mình phía trước. Năm nay kinh tế khó khăn, làm gì cũng vất vả, cuộc sống hối hả với bao điều lo toan. Ngoảnh đi, ngoảnh lại, đã gần hết một năm rồi. Tết lại sắp đến, dường như mọi bộn bề lo lắng, tạm lắng xuống khi đêm về lạnh hơn. Một năm có 365 ngày đi qua, đều có vui buồn, tiếc nuối, có tiếng cười và cả những giọt nước mắt. Một năm thật vất vả, công việc bấp bênh, đồng lương ít ỏi và biết bao nỗi lo. Về tương lai, đè nặng trên đôi vai gầy. Có người vui vì đạt được điều mình hằng mong ước, có người buồn vì đã đánh mất đi nhiều thứ quan trọng, có người tiếc nuối vì đã bỏ lỡ một mối tình chân thành, rồi bỏ lỡ một đời. Những ngày cuối năm, có thể mọi thứ vẫn chưa ổn, nhưng đừng lo, cuộc sống mà, ai chẳng có lúc thăng trầm sóng gió. Những ngày cuối năm hãy sống chậm lại, tha thứ cho những lỗi lầm vừa qua, gật đầu để quên đi những điều không may mắn, phiền muộn để chào đón một năm mới thật an lành, yên vui. Tớ nhớ một ngày gần đây nhất, có người đã hỏi tớ rằng, ước mơ của bạn là gì? Tớ liền trả lời, kiếm thật nhiều tiền. Nhưng tim tớ bỗng rung lên từng hồi, đây thật sự là ước mơ của tớ ư? Thật ra, chúng mình vốn dĩ đã từng có rất nhiều ước mơ. Lúc còn nhỏ, tớ từng ước mơ được trở thành phi hành gia, muốn bay vào vũ trụ để được ngắm nhìn hàng ngàn ngôi sao lấp lánh. Lúc học cấp 2, tớ muốn trở thành hướng dẫn viên du lịch, muốn ngao du bốn bể, muốn ngắm nhìn thế giới rộng lớn ngoài kia. Lúc học cấp 3, tớ muốn làm bác sĩ, muốn chữa bệnh cho người nghèo, muốn tất cả mọi người đều được khỏe mạnh. Bây giờ không biết từ lúc nào, ước mơ lớn hơn tất cả của tớ là kiếm thật nhiều tiền. Có lẽ cũng có rất nhiều người giống như tớ, vì cuộc sống, vì những người thân yêu
mà không ngừng nỗ lực mà kiếm thật nhiều tiền. Có điều là giấc mơ thuở niên thiếu bị gió thổi cuốn bay đi mất. Từ đó chẳng còn ôm những hoài bão. Tớ hy vọng mọi người có thể thấu hiểu và bao dung cho những người mình yêu thương. Cũng hy vọng bạn có thể là chính mình, dũng cảm theo đuổi ước mơ của mình. Có đôi lần bạn hoài nghi chính mình phải không? Bạn nói bạn không xứng đáng. Tại sao chứ? Mẹ bạn đã mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, dành ra rất nhiều thời gian, dùng tất cả lòng mong chờ chào đón bạn đến với thế giới này. Hãy nhớ rằng thế giới này xứng đáng hay không, không quan trọng, nhưng bạn luôn xứng đáng với tất cả mọi thứ tốt đẹp. Thật ra thế giới này là thế đấy, càng quen biết nhiều, càng đi nhiều nơi, càng đứng trên đỉnh cao, bạn sẽ nhận ra đầu đầu cũng có ác ý. Nó có thể khiến bạn thất vọng, nhưng hãy để nó lại ở quá khứ thôi nhé. Vì điều này sẽ luôn nhắc bạn rằng, sau khi lớn lên, bạn không nên trở thành một người như thế. Tớ luôn thích một câu nói thế này. Bạn có thể là một cá thể độc lập, nhưng đừng bao giờ cho thế giới này cơ hội vây bẩn bạn. Chính tớ cũng rất thích tính từ dịu dàng vì nó chứa đựng rất nhiều câu chuyện. Bạn sẽ không cách nào biết được ai đó lớn lên đã dịu dàng hay bị xã hội mày mòn mà trở nên dịu dàng. Hãy nhớ rằng những kẻ khó ưa thường trải qua một tuổi thơ bị tổn thương sâu sắc. Mối quan hệ giữa người với người chưa bao giờ là hoàn hảo. Tất cả chúng ta đều mắc sai lầm. Vậy nên hãy cố gắng rộng lượng hết mức có thể với thiếu sót của bản thân cũng như của người khác. Mong bạn không coi cuộc sống là một cuộc đua marathon, ép bản thân phải lao đầu về phía trước và chạy không ngừng cho đến khi về đến đích. Bởi đích đến là một cái gì đó rất mơ hồ, là có nhà, có xe hay có sự nghiệp rực rỡ thăng hoa. Đích đến của mỗi người mỗi khác, có khi chúng ta chạy cả đời cũng mãi vẫn chưa thấy đích đâu. Nếu vạch đích có tồn tại, có chăng là bản thân hôm nay hạnh phúc hơn hôm qua mà thôi. Hãy trải nghiệm cuộc sống như khi bạn tản bộ, vừa đi vừa ngắm nhìn thế giới. Nếu mệt quá thì dừng lại cho hồi sức rồi lại đi. Dừng lại không phải đi chậm lại, dừng lại là lấy đà trước khi bật nhảy. Mong bạn sẽ luôn có khoảng dừng, không bị cuộc đời kéo đi quá nhanh, để đến khi muốn nhìn lại thì đã đi quá xa nguyện ước ban đầu. Đôi khi, cậu thấy ấm ức không? Khi mà người ta mắc lỗi sai lên mình, người ta cuối cùng cũng sửa được, nhưng là sửa trên người khác. Như thế, mình có khác gì tờ nháp đâu nhỉ? Tờ nháp người ta dùng xong rồi bỏ, chứ có ai nâng niu giữ gìn như tờ điền đáp án. Nhưng tôi nghĩ là không phải tờ điền đáp án vô hồn, mà chính tờ nháp mới là nơi chúng mình có thể nhìn thấy tư duy, sự cố gắng, nỗ lực của mình trong cả một khoảng thời gian dài. Vậy nên có sao đâu khi chúng mình chỉ là tờ nháp của nhau. Điền đó chứng tỏ chúng mình đã từng cùng vui và buồn, đau khổ và hạnh phúc, thất vọng và hy vọng, bão giông và yên bình. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng khiến quá trình chúng mình đi cùng nhau đáng giá lắm. Đáng giá đến độ khi nhìn lại, cậu sẽ ngạc nhiên vì những lần nháp và sai đã đưa mình đi xa và lớn lên nhiều đến thế nào. Chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc 2023. Đáng nhớ này rồi. Tớ cảm ơn lắm những lần được nháp, hay là tờ nháp của ai đấy. Mà biết đâu chúng mình không chỉ dừng lại ở tờ nháp thì sao cậu nhỉ? Ông trời sẽ giữ lại điều tốt đẹp nhất cho giây phút cuối sau cùng. Cuộc sống này, những điều tuyệt vời thỉnh thoảng cũng có lúc đến sau như vậy đó. Mong bạn dành cho chúng một chút kiên nhẫn khi chờ đợi. Có những chuyện không được như ước nguyện của bạn, nghĩa là đã có một sự an bài tốt hơn. Mà phàm là cái gì tốt hơn thì cũng cần được chuẩn bị lâu hơn một chút mà. Rồi nhất định vào một ngày đẹp trời, chân bạn sẽ đứng ở nơi bạn muốn đến, tay bạn sẽ được nắm tay người bạn muốn sánh đôi. Được làm chính mình, trước nay vẫn là chuyện vô cùng khó, nhưng càng khó lại càng phải theo đuổi, cần phải kiên trì. Đừng sợ những trở ngại khó khăn phía trước,
đừng sợ phải đi ngược lại với thế giới, cũng đừng sợ khi không thể thỏa lòng mong đợi của người đời. Cậu cứ sống cho chính mình trước đi, sống cho chính mình không phải là ích kỷ, vì cậu trọn vẹn rồi thì mới có thể lấp đầy phần còn lại. Chứ ốc chưa mang nổi mình ốc, có lòng cũng chẳng giúp được ai. Thuở bé òa khóc vì một vết xước, lớn lên lãnh đạm dù ngàn vết thương. Không ai ở bên bạn mãi được, thơ ngày nào cũng đến lúc phải tàn. Trong lòng bạn nếu không có ánh sáng, mặt trời lên đỉnh đầu vẫn cứ ngỡ là đêm. Can đảm hơn một chút, thế giới tự nhiên sẽ dịu dàng. Thấu hiểu hơn một chút mới thoát ra khỏi những lướt ngang. Đừng yếu đuối đến mức ngay cả bản thân mình cũng không gánh vác được. Chơi game có thể có người gánh, nhưng sống thì tự mình phải sống, và sống cho ra sống. Thua tiền bạc, thua xuất thân, nhưng không thể thua thái độ. Thua năng lực, thua may mắn, nhưng không thể thua chính mình. Bạn từng trải qua những ngày như thế này chưa? Có một hôm, vì không dắt được xe ra khỏi nhà gửi xe, mình đã khóc. Chiều tan làm về, gặp một bà cụ ngồi ở ven đường bán rau, mình đã khóc. Nghe một bản nhạc buồn, đọc lời thôi, mình cũng khóc. Tìm mãi không được chìa khóa cổng, trong khi anh shipper bên dưới cứ gọi xuống lấy đồ, mình cũng khóc. Mình lúc đó như một quả bong bóng, chỉ chạm nhẹ là có thể vỡ ngay được. Mình đã từng yếu đuối đến như vậy. Và điều can đảm nhất mình từng làm trong khoảng thời gian đấy, để cảm thấy ổn hơn, thậm chí trong cả đời mình, đó chính là nói với một người bạn rằng mình đang cảm thấy không ổn và hãy giúp mình với. Bởi khi nói ra điều đó, mình đã thừa nhận với một người khác ngoài bản thân rằng tôi đang không ổn chút nào. Tôi đang rất cần sự hỗ trợ của bạn vì tâm trí tôi đang là một mớ hỗn độn đây. Lớn lên rồi, ta mới hiểu cuộc sống chẳng hề dễ dàng. Đi làm rồi mới hiểu kiếm được đồng tiền khó khăn ra sao. Lập gia đình rồi mới hiểu cuộc sống hôn nhân phức tạp và mệt mỏi đến thế nào. Nhưng sau tất cả, dù là ngoài kia sóng gió muôn trùng, thì bạn ơi, bạn không được từ bỏ bản thân đâu nhé. Phải kiên cường và mạnh mẽ như những bông hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời bạn nhé. Điều chúng ta nên sợ chính là lúc nào cũng muốn được trở thành số đông trong mắt mọi người mà chưa từng một lần muốn được là chính mình. Một người đẹp nhất là khi hiểu được sống trên đời này không phải chỉ có một con đường duy nhất, một cách thức duy nhất. Không có cách sống nào đáng bị hoài nghi cả. Đừng cố gắng trở thành mẫu hình mà người khác mong muốn để rồi phải hối tiếc. Hãy trở thành chính bản thân mình và sống cuộc đời của riêng mình mà thôi. Đừng để người khác chi phối cuộc đời bạn, mà hãy để quá khứ vẽ đường chỉ lối cho suy nghĩ, cho tình cảm của bạn trong tương lai. Thật ra, mọi giới hạn đều từ trong lòng mà ra. Điều mà tất cả chúng ta phải thực sự dũng cảm đối diện chính là trái tim, là tiếng lòng của chính mình. Hãy hướng về phía mặt trời đang chiếu rọi và bước đi không dừng lại. Chỉ cần tình yêu và ánh mặt trời vẫn còn soi sáng thì niềm hy vọng sẽ chẳng bao giờ tắt. Mong rằng mỗi chúng ta đều sẽ có một cuộc đời tự chủ. Cả thế giới này có thể phủ nhận bạn, nhưng bạn nhất định không được phủ nhận chính mình. Bạn làm không giỏi một điều, nhưng không có nghĩa bạn không làm tốt những điều khác. Bạn có thể làm chậm hơn mọi người, nhưng không có nghĩa bạn là một người kém cỏi. Bạn đừng lấy một kết quả tức thời rồi gạt đi cả một quãng đường dài mình đã cố gắng trước đó. Mỗi người có xuất phát điểm và lộ trình hoàn toàn khác nhau, nên hiển nhiên kết quả của chúng ta cũng không thể giống nhau được. Người khác có thể không nhìn thấy điểm tốt của bạn, nhưng bạn phải nhìn ra ưu điểm của chính mình. Bạn phải tin rằng bản thân rất tốt. Bạn có điểm mạnh của riêng mình, chỉ là chưa tìm được một tập thể phù hợp mà thôi. Đừng tự xem nhẹ những thành quả của mình. Hãy học cách khen bản thân từ điều nhỏ nhất.
Mong rằng tất cả chúng ta đều có thể tự soi sáng giữa đô thị có muôn vàn ánh sáng chen nhau. Mong rằng bạn cũng có dũng khí để bày tỏ lòng mình, vì chắc chắn những người yêu thương luôn ở bên và ấp ôm bạn. Đừng để bản thân một mình gặm nhấm những nỗi buồn đau nhé. Mong rằng đi qua khó khăn cuộc sống, bạn vẫn trưởng thành là một người tốt bụng và thiện lương. Tất cả những điều bạn mất đi đều sẽ trở lại theo một cách khác. Đó cũng là sự dịu dàng độc nhất mà thế giới này dành tặng bạn. Những ngày cuối cùng của năm 2023, những ngày lạnh sắp tới, những ngày trên phố vẫn còn cúc họa mi, mong hãy đối xử nhẹ nhàng với bạn tôi hơn nhé. Bởi gần một năm qua, cậu ấy cũng đã vất vả nhiều rồi. Một năm mới lại sắp đến rồi, mọi vui buồn, mệt mỏi xin gửi hết vào tháng ngày cũ. Tháng mới này, mong rằng tất cả chúng ta đều sẽ ổn, chỉ cần mạnh khỏe thôi, bình an thôi, còn những thứ khác có sau cũng được. Đừng vì một chút bão giông mà nghĩ rằng cuộc đời này toàn giông bão. Đời người nhất định phải đi qua một vài cơn bão giông thì chúng ta mới biết trân quý những gì mình đang có. Giông bão là một phép thử để xem thái độ của chúng ta đón nhận mọi thứ như thế nào mà thôi. Một năm nữa lại sắp kết thúc rồi. Không có thăng trầm sóng gió, đơn đơn giản giản, mọi ngày trôi qua cũng không tệ một chút nào cả. Chỉ là phát hiện ra mỗi năm sẽ có rất nhiều hối tiếc. Năm nay vẫn chưa thể tìm được công việc phù hợp, chẳng thể đến được nơi mình muốn đến, chưa chụp được những bức ảnh xinh đẹp, chưa học được cách xã giao, chưa học được cách che giấu cảm xúc, vẫn là đem cảm xúc thể hiện rõ trên khuôn mặt, chưa đem lòng yêu ai đó, cũng chưa được ai đó yêu thương. Thế nhưng, rõ ràng có rất nhiều người cùng rất nhiều chuyện. Thế giới này thật sự kỳ lạ. Cậu rất muốn yêu thương họ, nhưng cậu phát hiện ra bản thân không có cách nào làm được. Cậu hiểu rõ mình không phải là người tiêu cực, nhưng vẫn sợ hãi khi người thân già đi. Những nếp nhăn trên khuôn mặt họ nhắc nhở cậu rằng đã đến lúc cậu phải làm tròn trách nhiệm của một người trưởng thành, nhưng lại chưa có năng lực làm tròn trách nhiệm của bản thân. Cậu không muốn chịu trách nhiệm, nhưng lại không thể mãi mãi ở tuổi 18, cũng không thể ở mãi trong vùng an toàn. Cho dù cậu từng gặp phải chuyện gì, là vui hay là buồn, là ở dưới tận cùng hay đỉnh cao của xã hội, thì nhất định phải luôn nhớ tới câu này. Nếu như mọi thứ đi ngược lại với mong đợi của cậu, thì nhất định có sự an bài khác. Quá khứ không bao giờ trở lại, vậy nên chặng đường dài phía trước, tôi mong cậu thận trọng bước đi, tùy duyên tự tại, thứ muốn có đều có, mà thứ không có được thì đều có thể buông bỏ nó đi. Chúng ta đều đã từng nói những lời cay nghiệt, làm những chuyện có lỗi, thích những người không phù hợp, bước đi những con đường chẳng giống ai. May mắn thay, cuối cùng chúng ta đều đặng trở nên hoàn thiện, và chúng ta gặp nhau ở thời điểm đã biết nói lời dịu dàng, biết chữa lành lẫn nhau và dìu nhau bước đi trên con đường phía trước. Cậu đã sớm thỏa hiệp với thế giới này. Vốn dĩ từ trước đến giờ không có chuyện công bằng nào cả, nhưng cậu vẫn luôn tin như cũ rằng những bông hoa vẫn luôn sẽ mọc lên đâu đó, bất kể một cuộc hành trình nào, dù là trong tình yêu hay cuộc sống, công việc hay các mối quan hệ đều cần có những chặng nghỉ. Vì vậy, đừng gò ép bản thân phải căng sức bước tiếp những cơn giông, hãy chọn cho mình một trạm dừng chân để đợi. Cậu sẽ ổn thôi, tôi tin là như vậy. Nghỉ ngơi và chữa lành đủ rồi, thì năm sau vẫn nên phải chăm chỉ học tập, yêu thương thật tốt, đi xem núi cao biển rộng. Thế giới này có rất nhiều phong cảnh tuyệt đẹp xứng đáng để ngắm nhìn. Này tôi ơi, cảm ơn nhé. Vì sao tất cả chúng ta sắp bước đến ngày mai rồi kia. Cảm ơn vì những gì đã làm được năm vừa qua. Có thể chẳng to tát gì đâu, nhưng mà chúng ta càng một đời dài để tiếp tục mà sợ gì. Cảm ơn vì những nơi đã đến suốt 12 tháng qua. Dù có thể chẳng xa đâu, nhưng đôi chân mình đã vững, đôi mắt mình đã đẹp lên nhiều rồi phải không? Cảm ơn vì những người đã gặp, những mùa đã qua,
Dẫu có khi chẳng được như ý, nhưng mà trái tim mình đã lớn, tấm lòng mình đã rộng hơn rồi mà. Cảm ơn nhé tôi của năm qua vì đã cố gắng đến giờ phút này, dù có dịch bệnh khó khăn, chán nản công việc và tỉ tỉ thứ đau đầu khác, vẫn kiên cường bước qua. Cũng xin lỗi bản thân vì có nhiều lúc quá quan tâm cảm xúc người khác mà quên đi chính mình. Xin lỗi những đêm thức khuya, những lần thất tình và cả những lúc chán chường, nhục chí. Tuổi mới sẽ thay đổi bản thân, còn trẻ còn chịu đựng được thì còn cố gắng. Cũng xin lỗi bản thân vì đã làm tổn thương chính mình, đã đôi lần hờ hững với những người xung quanh, đã phạm những sai lầm khiến cả đời này hối tiếc. Xin lỗi vì làm chính mình không vui. Xin lỗi vì đã tạo cho mình quá nhiều áp lực. Xin lỗi vì chỉ biết nói lời xin lỗi với người khác mà quên mất bản thân mình. Hy vọng cậu có thể đạt được ước nguyện của bản thân. Nguyện cho cậu có thể cảm nhận sâu sắc thế giới ấm áp. Hy vọng cậu có thể sống một đời bình yên êm ấm. Hy vọng cậu sớm tìm được một người phù hợp với mình. Mong cho mọi trắc trở qua đi. Mọi một chuyện sau khi cố gắng đều có kết quả tốt đẹp. Mong cho gia đình, những người xung quanh tôi sẽ ngập tràn vui vẻ. Hy vọng cậu sẽ hạnh phúc. Những ngày cuối cùng của năm cũ, hy vọng tất cả mọi người có thể tìm thấy chính mình, bình thường nhưng không tầm thường. Không gặp sóng gió nào nữa, cũng không phải chèo lái thêm gì cả. Chúc bạn có một vùng biển của riêng mình. Đôi lời nhắc nhở cậu nhớ dành thời gian cho bản thân, đừng thức khuya, đừng lao lực, về nhà nhiều hơn và đừng buồn vì chuyện xưa cũ. Điều gì phiền muộn cho qua được thì cho qua, để tâm hồn thảnh thơi mà đón chờ những điều mới mẻ. Tháng cuối năm, cầu mong cậu và những người cậu yêu thương luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Cầu mong công việc được suôn sẻ, chuyện tình cảm sớm có tin vui, lúc mệt mỏi vô cùng vẫn có nơi nương tựa. Cầu mong cậu cả phần đời sau trong tim không bảnh vá. Cầu mong mỗi lần rơi lệ đều là vui đến bật khóc. Cầu mong cậu học được cách xóa bỏ ưu tư cho lòng thanh thản. Tháng cuối cùng của năm rồi, chúc cậu có những ngày cuối đông thật ấm áp. Chúc cậu đón một mùa xuân thật dịu dàng và bình yên, giống như tâm hồn nhân hậu và sự thiện lương trong tâm hồn cậu. Chúc cho sự nhiệt huyết trong cậu không bao giờ mất đi, không ngại vượt qua khó khăn gian khổ. Chúc cho đời này của cậu có cuộc sống vui vẻ, thẳng thắn mà chân thành, có lúc cười, có khi rơi lệ, nhưng luôn giữ được sự trang nghiêm của mình. Chúc cho thời gian có thể mãi chậm chậm không vội vàng. Chúc cho công việc thuận buồm xuôi gió. Chúc cho nụ cười của cậu luôn luôn trong sáng vô u, phần thái dương ngập tràn trong đáy mắt. Cuối năm có lẽ đặc biệt nhất ở khoảnh khắc quay quần bên những người thân yêu, ngắm pháo hoa rực rỡ, chờ đón một năm mới tốt đẹp hơn. Tớ thật sự mong cho những người con xa quê có thể trở về quê hương, về quê nhà, mảnh đất nơi mình sinh ra và lớn lên, trở về để được nhìn thấy bóng dáng mẹ cha, trở về để được ăn bữa cơm đoàn viên, dù chỉ là những món ăn đơn giản, nhưng đó là bữa ăn đầy ắp tiếng cười, đầy ắp tình yêu thương. Bất luận năm nay bạn ra sao, năm sau cũng đều phải tràn đầy hy vọng. Mong bạn năm mới và cả những năm sau này luôn mạnh khỏe, tự do, tự tại, luôn có một loài hoài bão để theo đuổi, luôn có một nơi ấm êm để trở về. Mong bạn không ngại phấn đấu, cuối cùng sẽ có một ngày ước mơ của bạn không hẹn mà gặp. Cuối năm rồi, tặng đáy lòng chúc cậu cùng gia đình trọn đời bình an, năm tháng vô u. Bạn vừa lắng nghe những lời tâm sự của tác giả Kim Vi về một năm đã qua. Dù cho chuyện gì đã xảy ra, dù là nỗi buồn hay niềm vui, chúng ta hãy nhìn lại như một bài học để chuẩn bị đón chào một mùa năm mới bình an bạn nhé. Chúc cho chúng ta luôn hạnh phúc và đạt được những gì mà ta mơ ước.